được đón tiếp phái đoàn ban chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai do Đại Đức Thích Quảng Phước phó ban trị sự trưởng ban hoàn pháp tỉnh Gia Lai và Đại Đức Thích Nhuận Nhàn trưởng ban kinh tế tài chính tỉnh Gia Lai tại chùa Cửu Thắng thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai chùa Mỹ Thạch Chư Sê tỉnh Gia Lai do Đại Đức Thích Quảng Từ làm trưởng đoàn. Kính mời quý phái đoàn quan tâm về giáng sinh đài để dâng hương và đảnh lễ giáng sinh. Cung dường hoa thượng giả linh tiền Nam mô hương cung dường Bồ Tát Nam mô hương cung dường Bồ Tát Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Tát. Nhân bằng đảnh lễ tăng viên tịnh Việt Nam Phật giáo giáo hội chứng minh hội đồng phó pháp chủ bảo vị hủy thương quan hạ thần từ thiện duyên hiếu quan ngôn vô công đại lão hòa thượng giác linh tam bái. Sau khi dâng hương và đảnh lễ giác linh cố trưởng lão hòa thượng, kính mời quý phái đoàn họ ban và hữu nghĩa kim quan. Phải đồ chúng. Đó. Rồi chúng.